bị chê xuống sắc, Lý Nhã Kỳ lên tiếng hé lộ nguyên nhân mặt bị biến dạng. Trước những nhận xét khá tiêu cực về nhan sắc của mình, Lý Nhã Kỳ đã phải lên tiếng giải thích, đập tan tin đồn phẫu thuật lỗi. Lý Nhã Kỳ được xem là một trong những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, hiếm hoi của showbiz. Không những thành công trong nghệ thuật, cô Lý còn cho thấy khả năng kinh doanh xuất sắc của mình. Hiện tại, khối tài sản của Lý Nhã Kỳ được cho là nhiều nhất nhì showbiz Việt. Mới đây, thông qua trang Facebook cá nhân, Lý Nhã Kỳ bất ngờ lên tiếng khi có nhiều lời bàn tán về nhan sắc hiện tại của cô. Trước đó, những hình ảnh nữ diễn viên kiều nữ và đại gia với đôi mắt quá to, cầm quá nhọn khiến cư dân mạng không khỏi hoang mang. Lý Nhã Kỳ bày tỏ, thực ra bạn bè ngoài đời thường đều biết nhan sắc của Lý Nhã Kỳ hầu như không thay đổi. Nhưng đôi khi xuất hiện tại các sự kiện, ở những góc chụp khác nhau sẽ cho thấy những hình ảnh khác nhau. Tôi thấy đây là điều hết sức bình thường. Hơn nữa, tôi cũng thích nghịch những phần mềm chụp hình điện thoại rồi chia sẻ lên Facebook. Qua những phần mềm này, tôi thấy gương mặt mình có nhiều nét dễ thương. Đây cũng là cách giúp tôi giải tỏa những căng thẳng, áp lực sau một ngày làm việc mệt mỏi. Không hiểu tại sao đôi lúc làm mình xấu bởi các phần mềm, tôi lại cảm thấy sự căng thẳng được giải tỏa ít nhiều. Nhưng có thể vì điều này mà mọi người đã hiểu lầm về nhan sắc hiện tại của tôi. Ngoài ra, cô nàng cũng bị đánh giá xuống sắc sau khi rời khỏi showbiz. Trước thông tin này, Lý Nhã Kỳ chia sẻ, thú thật tôi không quan tâm đến suy nghĩ của mọi người về nhan sắc của tôi. Như tôi thường nói, những điều Lý Nhã Kỳ làm mới quan trọng và sẽ chứng minh cho tất cả.